Xin chào anh chị nhé, chào anh chị quay trở lại kênh Trung Đỗ. Hôm nay chúng sẽ review một căn nhà rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Chỗ này là ngay thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Căn nhà này thì gia chủ mới xây, chắc mới xây được khoảng 1-2 năm nay thôi. Do thay đổi công việc nên là giờ cần giao bán lại nhé. Căn nhà này có tổng diện tích là 600, để chúng xem lại chính xác cái... Căn nhà này tổng diện tích là 626m2 nha anh chị. Có sẵn 100m thổ cư. Đây. Trước tiên đi vào là mình, trước khi vào cái nhà thì mình sẽ thấy có một cái khoảng sân rất là rộng phía trước này. Cái nhà này hình chữ L nha. Đây, cái đi vào cái khoảng sân phía trước là có rất là rộng, cái sân này phải đậu được 6-7 chiếc xe hơi luôn. Trên kia thì có một cái nhà mát ở phía trên đó. Chúng sẽ quay vào trong nhà trước nha. Từ trên này mình nhìn thấy nhà cũng xây ra dạng kiểu nhà hình chữ L đó anh chị. Nhất là họ xây theo bên này, bên phải này là phòng bếp này. Xong ở giữa là phòng khách. Tiếp theo là nhà vệ sinh và hai phòng ngủ. Và cuối cùng đây là một cái phòng thờ. Bây giờ chúng sẽ đi vào từ phòng thờ trước nha. Khi mình đi vào đầu tiên thì ngay bên tay trái này, cái khoảng sân bên tay trái, hè bên tay trái này là có cái phòng thờ nha. Nhà được đấy này, sơn chứ không có ốp gạch nha. Đây, đầu tiên là nhà, cái phòng thờ đầu tiên. Phòng thờ này chắc cũng phải rộng tới 20m2 đấy. Nhà theo công giáo nha anh chị. Có một cái bình rượu ngâm. Anh chị mua là chủ sẽ tặng lại bộ bình rượu ngâm này đó anh chị. Ở trên thì có đóng chân hộp nha. Đây. Trang trí đèn cũng tương đối là đẹp. Đây là cái phòng phòng thờ đầu tiên. Tiếp theo là đi qua đây là cả hai phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ đầu tiên này anh chị. Phòng ngủ cũng được làm rất là đẹp, rộng rãi. Trần đóng chân hộp, trang trí đẹp, có máy lạnh sẵn này. Rồi chủ sẽ để lại hết giường nệm cho mình luôn. Phòng ngủ thì có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn này anh chị. Nhà vệ sinh ở phòng ngủ đầu tiên thì có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn nhá. Bên này thì người ta cũng thiết kế là một cái tủ âm tường này. Tủ để quần áo âm tường đấy anh chị. Đó. Đó là cái phòng ngủ đầu tiên rộng rãi. Gạch họ làm kiểu gạch vân gỗ ấy, nên là cũng rất là sạch. Tiếp theo bên này là có cái hành lang này. Trước hai phòng ngủ thì đều có cửa sổ này để mình nhìn ra ngoài sân nha anh chị. Rất là thoáng. Phía trước sân này có cây hoa lài. Buổi tối mở cửa ra hoa lài tỏa hương rất là thơm nha. Trên mỗi bên này là phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ thứ hai thì không có nhà vệ sinh nha. Phòng ngủ thứ hai thì chỉ có đơn giản bố trí phòng ngủ thôi, cũng có máy lạnh riêng, có một cái thiết kế cái tủ thiết kế âm tường này để treo quần áo này, có máy lạnh cũng tương đối trần hộp như bên kia. Và bên này còn có hai cái, chúng để ý thấy có cái kho này, cái này là cái kho để đồ, hai cái luôn. Mình sẽ mở ra mình để đồ, cất đồ trên đấy là cái kho. Đây là nhà vệ sinh này. Nhà này có hai ca từ tất cả nhà có hai nhà vệ sinh nhá. Nhà vệ sinh này và nhà vệ sinh bên kia, bên cái phòng ngủ kia. Và cái này nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh dùng chung cho cả nhà luôn. Bây giờ là đi lên khuôn phòng khách này. Phòng khách rất là rộng, được trang trí cũng tương đối là đẹp nha anh chị. Đây, đều đóng trần thả. Và cái phòng khách này khi mà mình đi từ ngoài đường kia đi vào là tới phòng khách này luôn. Phòng khách rộng và chủ cũng có trang bị gắn camera đầy đủ rồi nhá. Nhà được gắn 2-3 cái camera nên là an ninh rất là tốt. Đi đâu cũng yên tâm, mình có thể xem ở nhà được. Và cuối trong này là cái không gian bếp này. Bếp thì cũng được bố trí cửa sổ này để cho thoáng gió đó anh chị. Đây, cho cái cửa sổ lên để cho anh chị biết nhé. Đó. Họ sẽ... nha. Thế mình khi mà mình làm bếp ấy, ngày trời đẹp thì mình sẽ mở cửa ra, mở cửa sổ ra để đón
đón gió từ bên ngoài vào rất là thoáng nhé, đón gió vào đây. Cái không gian bếp này, không gian bếp cũng vừa phải thôi chứ chưa không có rộng rãi lắm đâu, cũng có bố trí cửa lùa này để cho hút khói hút mùi nha anh chị mình, trang bị đầy đủ rồi đó. Nhà tương đối là rộng rãi thoáng mát nhé. Nhà diện tích tới hơn 600 m nên là rất là rộng. Phía trước này họ có trồng một khóm hoa lài này, hoa lài rất là thơm nha anh chị, nó tỏa hương thì cực kỳ là thơm, buổi tối nó tỏa hương ngào ngạt luôn. Bây giờ chúng sẽ đi ra phía trước đường nhá, để cho anh chị mình biết thêm thông tin này. Đấy là toàn bộ cái trong khuôn viên nhà, có đi thẳng vào là phòng khách này, bên này là bếp và nhà vệ sinh ở góc bên này, sau đó là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ thì sẽ có một phòng là có nhà vệ sinh trong phòng và bên này là phòng thờ nhá. Còn cái khoảng sân này cực kỳ rộng luôn. Khoảng sân này phải rộng đậu được 6-7 chiếc xe hơi. Phía trước họ có một cây vú sữa. Vú sữa này là họ mua nguyên một gốc lớn ấy, mang về đây để trồng cho nó nhanh mát á. Cái này cũng mới trồng thôi, nhà này thì cũng mới xây một năm mấy, 2 năm nay. Và cây vú sữa này cũng mới bứng về thời gian đó. Này thì có gắn thêm, họ làm thêm cái mái hiên phía trước này để che mưa nhá. Đây, để tránh tình trạng mưa tạt vô nhà. Bên đây thì có thêm cây lộc vừng. Cây này tới mùa hoa là tỏa hồng xuống rất là đẹp. Đây là nhà mát đầu tiên nhá. Khi từ ngoài đường và sẽ có cái nhà mát. Đây. Và đây là phía ngoài đường nha anh chị. Đường phía trước là đường bê tông, đường bê tông rộng 5 m, hai xe hơi có thể hai xe hơi bốn chỗ có thể né nhau được nhá. Đường này mình đi ra khoảng độ 50 m là đụng đường nhựa đó, ngay chiếc xe tải lớn chạy đó. Mình quẹo phải khoảng 200 m là ra đường DT769 nha anh chị mình. Trong khu này thì rất là nhiều nhà trọ luôn, dòng dòng đây là nhà trọ, nhà nghỉ. Vì khu này gần khu công nghiệp Dầu Dây ấy, nên là công nhân họ làm việc họ về đây họ thuê trọ này. Và đối diện nhà mình là có một khu phân lô. Khu phân lô này thì đều đã có sổ hết rồi. Họ cũng bán trước đây tầm, họ bán từ năm 2021-2022 ấy. Khu này lúc đấy họ bán ở tầm trên dưới 1 tỷ một lô. Đâu đó tầm 1 tỷ, 1 tỷ mốt một lô 100 m² nhá. Đây, hạ tầng thì đường nhựa. Ở đây là ăn theo tiến độ của sân bay Long Thành đấy anh chị. Ra ngoài kia là có tạp hóa, quán ăn ngay ngoài đó rồi nha anh chị. Vị trí này thì từ nhà mình này đi ra đây xíu là tới đường DT769, khoảng 200 m là ra đường 769 nhá. Không biết anh chị thấy xe tải chạy ngoài đường không? Đó là đường DT769. Còn đường này thì thông đi vào trong xóm nhá, đi vào trong dãy trong làng người ta. Đường nhà thì có điện riêng, điện 3 pha sẵn rồi. Đương nhiên ở đây là phải có điện 3 pha rồi. Đồng hồ điện nhà mình đây nhá, Vũ Kim Hằng này. Đây, cái mặt đất của mình này, bám theo dọc đường này từ cái trụ này qua bên kia là 9,8 m nhá. Dài vào 60 m đi. Nhà nở hậu phía sau 11 m. 9,8 m này. Dọc này 9,8 m. Kéo dài 60 m và nở hậu 11 m nhé. Cái thế nhà này là thế đất âm nha anh chị. Đất nhà mình sẽ thấp hơn đường. Đây, phía trước là đường này. Họ cũng xây một cái gờ để giảm tốc. Sau đó đi thẳng xuống phía nhà mình thì nhà thấp hơn đường một xíu. Cái này mình về, nếu mà anh chị mua nào về mua về thì có cải tạo bên này. Còn đất trống này, hai bên đất trống này để trồng hoa, trồng cây kiểng đều được nhé. Trên này chủ có để làm một cái nhà mát ngay đây luôn. Đó là toàn bộ cái hình ảnh thực tế của căn nhà này. Chủ đang chào bán căn nhà này giá 2 tỷ 6 nha anh chị. 2 tỷ 6 là có thương lượng đấy. Giá này thì đưa ra rồi, anh chị nào cần thì chúng sẽ dẫn gặp trực tiếp chủ để thương lượng nhé. Căn nhà này thì có 100 m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm.
Từ đây mà đi ra tới khu công nghiệp Dầu Giây thì khoảng độ 5 cây số, 4 5 cây số thì đó. Còn đi ngược lại ra sân bay Long Thành tầm 16 17 cây số nhá. Tầm 20 cây đó, để lát bây giờ chúng sẽ làm cái vị trí Google Map cho nó chính xác luôn nha anh chị mình. Sổ sách đàng hoàng có sẵn, sổ riêng tổ cư đường thông. Giá 2 tỷ 6. Đó. Đấy là toàn bộ thông tin. Bây giờ chúng sẽ mời anh chị mình tiếp tục theo xem sổ hồng và thông tin quy hoạch cũng như là Google Map nhé. Đây là hình ảnh thông tin quy hoạch nha anh chị. Chúng đang ngồi ngay trên nhà luôn, ngay cái nhà mát trên đất của mình luôn. Phía trước mình cái khu phân lô này, rất là nhiều khu phân lô của Happyland Long Thành nha anh chị. Happy Long Thành này. Trước khi mà mở bán khu này họ bán tầm từ 1.900 tới 1 tỷ mốt một lô đây này. Khu này thì đây, quy hoạch đây. Cái đường bê tông trước đất mình sau này sẽ mở rộng lấn vào đất của mình rất là nhiều anh chị mình nhá. Đây, trên quy hoạch thì đường sẽ mở rộng lấn vào mất tầm khoảng 170 mét. Thì còn lại khoảng 456 mét là đất sạch, không có dính quy hoạch nhá. Cái đường mà mở rộng thì đất của mình lại càng có giá trị nhiều hơn, nên là anh chị mình yên tâm. Mà khi mà mở rộng như này thì nhà nước cũng sẽ đền bù. Đường rộng thì nhà sẽ có giá trị hơn nhé. Còn gần đây thì không có quy hoạch gì hết ạ. Khu này là khu quy hoạch dân cư ổn định lâu dài, nguyên một màu hồng như này. Anh chị mình yên tâm là không sợ quy hoạch gì, chỉ có cái mở cái đường bê tông trước đất mình sau này sẽ mở rộng ra thôi. Dân cư xung quanh cũng tương đối đông rồi nha. Đây là đường 769 nha anh chị. Mình sẽ quẹo ngay cái đường bê tông đó, kế hai căn nhà có cái lọt cái đường bê tông đi vô nha. Hướng này là đi khoảng 2 cây số là ra khu công nghiệp Dầu Giây, và hướng ngược lại đi 19 cây là ra sân bay quốc tế Long Thành nha anh chị mình. Khu này thì dân cư bắt đầu về ở rồi. Toàn bộ khu này đều được quy hoạch khu dân cư ổn định lâu dài, nên là nhiều dự án phân lô bán nền ở đây rất là nhiều. Tương lai khoảng 3 tới 5 năm nữa, lượng lao động về làm việc tại sân bay Long Thành cũng như là khu công nghiệp Dầu Giây sẽ dần dần về đây để lấp kín khu vực này nhá. Nên là anh chị nào mà có nhu cầu mua đất đầu tư khu vực này thì bây giờ cũng đang là thời điểm có thể xuống tiền để mình mua vào nha anh chị mình. Đây này, cái đường bê tông bên trái màn hình này, mình đi vào khoảng độ 300 mét là tới căn nhà của mình. Chúng đang ngồi trên căn nhà của mình nha. Nhà mình ngay phía sau là nhà nghỉ Hoa Hồng luôn nha anh chị. Phía liền kề thì có quán cà phê Happyland. Còn cái dự án phân lô đối diện là của Long Thành miền Đông nha anh chị. Đây, phía trước trục đường chính là đường DT769 này nha anh chị mình. Đường DT769 là trục đường chính nối giữa huyện Long Thành với ngã tư Dầu Giây. Và đặc biệt trục đường này là đi qua sân bay quốc tế Long Thành nha. Chúng sẽ đo vị trí từ đây mà ra tới khu công nghiệp Dầu Giây nha anh chị. Gần đây nhất là khu công nghiệp Dầu Giây này, đây. Cách khu công nghiệp Dầu Giây 2,6 cây số, rất là gần luôn. Mình sẽ đi thêm khoảng độ 2 cây nữa là ra ngã tư bưu điện Dầu Giây này nha anh chị. Nếu mà anh chị nào ở Sài Gòn mình xuống đây ấy thì mình sẽ đi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đây. Mình xuống điểm xuống cái điểm quốc lộ 1A này và mình đi ngược lên ngã tư Dầu Giây và quẹo vào đường DT769 nhá. Từ ngoài đường từ vị trí này mà đi vào tới đường lên tới cái điểm lên cao tốc này tầm 6 cây số nha anh chị mình. Và nếu mà anh chị ở Long Thành thì mình đi đường DT769 vào đây nha. Đây là đường DT769 này, chung thử đo từ vị trí này mà đi ra tới cổng sân bay Long Thành ngay khúc Bình Sơn này, đoạn giao sân bay Long Thành đây là bao nhiêu này. Ra tới sân bay Long Thành 19 cây số nha anh chị mình, đi mất khoảng 26 phút thôi. Còn anh chị mà ở Biên Hòa thì mình tới ngã tư Dầu Giây, mình quẹo phải vào đường 769 nhé. Đi đường quốc lộ 1A xuống ngã tư Dầu Giây, quẹo vào đường 769, đi qua khu công nghiệp Dầu Giây luôn. Và anh chị nào mà chưa hình dung ra được thì có thể gửi kết bạn Zalo, chúng sẽ ghi vị trí chúng gửi qua cho anh chị mình nhé. Chúng rút lại thông tin căn nhà hôm nay nhé. 626 m2 tại Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai, cách đường DT769 chỉ 300 m thôi.
cách khu công nghiệp Dầu Giây hơn 2 cây số. Chủ đang giao bán giá 2 tỷ 6 có thương lượng, đất mình thì có sẵn 100 mét thổ cư rồi, có nhà kiên cố, nhà mới xây luôn. Anh chị nào quan tâm thì gọi cho Trung theo số điện thoại 0937 716 248 nha. Anh chị nào có nhà đất cần bán cũng có thể gửi qua Zalo để Trung hỗ trợ anh chị em mình ra hàng. Từ đây xin kết thúc video, anh chị ủng hộ một like, một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.